Gmail, làm lại nha. Đăng nhập vào Gmail này, sau đó vào phần cái icon ở trên này, đó bấm vào phần tài khoản của tôi, vào phần đăng nhập và bảo mật. Tiếp theo các bạn kéo dưới cùng, nó sẽ có một phần là cho phép ứng dụng kém an toàn và tắt. Các bạn bật nó lên, được chưa? Cái này tôi đã hướng dẫn một lần rồi. Các bạn lớp 09 nhưng mà chưa học này đúng không? Thế bật nó lên, thế xong rồi tôi xem. Gì đây? Rồi. Coi xem là nó có check cái gì không. Google này giờ nhiễu lắm. Rồi ok. Xong. Đây, bật quyền truy cập ứng dụng kém an toàn đây. Không nhờ. Còn bây giờ mình sẽ set cho nó ở phần dưới này có cái mail driver này. Thấy không? Thì mình sẽ sửa cho nó thành HTTP vẫn như vậy thôi. Trong file NV nhá. Mail host bằng smtp.gmail.com. Tổng là bao nhiêu nhỉ? 587. Mail username là bằng cái gì? sdfghkzkl@gmail.com. Mật khẩu là cái gì? Q01016893464352 QQ. Thế gì? Và mã hóa là theo TLS. Các bạn nhập cái này vào cho mình. Cái gì mà 10296 đó, 10296 mùng 10 tháng 2 được chưa? Xong chưa? Xong này chưa? Mấy thằng kia xong chưa? Hậu xong chưa? Ok. Tiếp nhá. Tiếp theo vào phần round, mình vào web này, mình sẽ có trước cái slug, nhớ phải làm gì, làm trước cái slug này. Mình sẽ vào tạo một cái round mới, round get, ở đây là send email. Sược content. Ở đây mình sẽ có cái tham số là content. Nổi mình làm gì chẳng
Được chưa? Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ tôi cũng không nhớ chi tiết đâu, bây giờ phải vào tài liệu check Laravel.com doc này. Không vào được mạng nữa thì nhục. Đừng bảo không vào được mạng thật nhé. Dưới này còn cái đầu dây cắm mạng đó. Cắm thử của máy ông xem có nhận mạng. Mạng dây có ổn định hơn tí nào? Đủ má. Chẳng biết nhỉ. Rồi đây rồi, vào phần email đây rồi, chúng ta laravel.com sược doc sược 5.6 sược mail luôn nhá, sược mail luôn. Sau đó là ở đây chúng ta sẽ xem cho nó gửi mail như nào. Thì cái đầu tiên ấy, khi mà gửi mail các bạn phải check nó có cái thằng này không, thấy không? Goose, HTTP Goose, được chưa? Thì chúng ta xem lại ở trong cái file composer.json ấy, hình như nó cái framework nó cài sẵn rồi. Không có. Không có, chưa cài. Chưa cài thì chúng ta sẽ tiến hành là cài cái này vào. Bằng cách copy cái này. Copy cái thư viện này. Chúng ta muốn cài cái thư viện nào vào cũng được. Sau đó chúng ta tiến hành là mở cái CMD mới ra. Pet nó xuống. Chờ. Có mạng không mà ra. Tắt wifi nhá. Có mạng gì? Ok. Nhưng mạng có ổn định không? Chậm như vậy mà. Chán bạn. Chờ thôi. Còn tiếp theo chúng ta muốn gửi email thì chúng ta sẽ tiến hành là làm như này. Đâu nhỉ? View data. Tôi coi xem trên này nó có gì nào. Sending email rồi. Mail to này, CC này. Q. Cái này nó không hướng dẫn gửi bằng Google mà chắc nó phải dùng thằng khác. Sweep Mailer. Coi xem project cũ có cái nào gửi email.
chờ tí, tôi nó chạy đâu. Mạng nó yếu quá, nó khó chạy lắm. Cái send email nó quan trọng chứ. Đây rồi nha, gmail.ntp.gmail.com. Tắt cái này đi rồi, ok. Mail send đây này. Thử coi. Chậm thế nhở? Cái gì nhanh? Mạng ra hả? Cho tôi mượn một cái đầu mạng ở dưới này đi. Có hai cái mà, kiểu gì cũng có hai cái. Chán khiếp lên được mạng. Mất mẹ mạng luôn. Ở đây rồi. Rồi mạng dây nhanh hơn đấy các bạn. Chú cắm mạng dây nhanh hơn đấy. Đây. Chờ tí nhá, tôi thử phát cái này xem có chạy được không nhá. Vào resurf, chờ tôi tí thôi. Rồi, tôi gửi thử phát xem có được không ta nhé. Chờ tí. Local 8000 này, sược này, send email này. Expect response code 250, but code 530 with message 530 authentication required. Sao lại cần require cái này nhỉ? Dạo này thằng Gmail này nó đang bị vật. Check lại xem này đã đúng chưa. Đấy ấy, Quang ơi. Đúng chưa? Gmail đây. Check lại xem đúng chưa. Bởi vì gần đây các cái email nó đều bị thế này, bởi vì ở châu Âu nó mới ban hành cái luật gì á là về cái quyền riêng tư của mọi người, của người dùng. Cho nên là thằng Gmail hay là thằng mail của iCloud ấy, tôi hay dùng với cái thằng đấy thì nó đều bị cái trò này hết. Thì để tôi xem lại xem vấn đề nó là cái gì đã.
Đúng chưa? Này đúng chưa? Đúng chưa? Còn lại là mình làm đúng rồi mà. Em đăng nhập được mà. Ờ thì ai bảo không đăng nhập được đâu. 587 TOS đúng rồi này. Send email, đây code đây. Mail send này. Đúng rồi mà, chẳng có gì sai, mình làm không sai. Không sai đâu. Chờ tí tôi search. Mình làm thì không sai nhưng mà do cái config của thằng Gmail ấy. Cái lỗi này mới bị thôi mà. À, cái này chúng ta chưa nạp vào. Composer cách đăng auto load. Quên cái bước này. Rồi ok. Cần thiết thì start lại server luôn. Đăng lại, bởi vì chúng ta thay đổi nội dung của file NV mà. Thử phát. Rồi. Tôi sẽ check email của tôi. Nhận được rồi đấy, nhận được mail đấy. Đây. Thấy không? Được chưa? Đây tôi sẽ hướng dẫn lại nha, lại từ đầu này. Vấn đề như sau. Bước thứ nhất, các bạn cài cho tôi cái thằng này vào. Đây là tôi vừa cài thằng Goose, HTTP Goose. Được chưa? Thì chúng ta sử dụng câu lệnh này để cài cái thư viện kia. Đó là sử dụng câu lệnh là Composer require Goose, HTTP search Goose. Thì cái này các bạn vào trong cái phần send mail của thằng Laravel ấy, đây này. Các bạn vào laravel.com search doc 5.6 search mail nhá. Search mail nhá. Được chưa? Sau đó các bạn kéo lùi xuống dưới, nó sẽ có một cái đoạn thư viện. Được chưa? Nó có một cái đoạn thư viện. Sau đó các bạn copy cái này vứt vào trong command line. Enter, chạy để cho nó cài cái thư viện này về. Đây tôi cài xong rồi đây. Được chưa? Được chưa? Cài xong nhá. Đây là bước 1 này. Được chưa? Xong rồi cài xong thì chúng ta sửa cái file NV. Cái file NV trở thành cái config đến email của chúng ta. Thì chúng ta cái mail driver chúng giữ nguyên MTP. Ở dưới này chúng ta chuyển thành smtp.gmail.com. Được chưa? Tiếp theo là mail port thì chúng ta ở cái cũ ấy, tôi không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà bây giờ thì chúng ta chuyển nó thành 587. Được chưa? Sau đó cái chúng ta điền cái email của chúng ta và cái password của email của chúng ta vào. Và cái mail encryption này chúng ta chuyển thành TOS. Được chưa? Chúng ta có hai cổng để chuyển để gửi được email. Một là cổng SSL. Thì cái này chuyển thành 465 nếu tôi nhớ không nhầm. Còn cách thứ hai là chúng ta dùng cái TOS thì chúng ta dùng cổng 587. Nhưng mà hầu hết mọi người dùng cái cổng này. Được chưa? Cổng kia nó không ổn định hoặc là nó bị vấn đề gì đấy tôi không nhớ. Được chưa nhỉ? Sau đó thay đổi cái này xong thì chúng ta tiến hành là gõ lệnh tiếp ở trong Composer. Ở trong CMD là gõ Composer cách dump auto load để nạp lại những cái config này vào trong web của mình. Được chưa? Đây bước thứ 3 tôi viết lại nhé. Không phải quên, các bạn có thể nốt lại trên giấy. Bước 1 này. Truy cập vào laravel.com. Sửa cấp. 5.6 số mail. Dạ. Thì bước 2 CMD có cái câu lệnh là composer require sửa mẹ đi nhé. Push HTTP cách. Đúng không? Đúng rồi, đây là cái sự kiện
Cái bước 2, bước 3 vào trong khoảnh NLP sửa lại cái mail host. Bằng cái SMTP sửa lại cái con 587 username và password này được hướng dẫn đấy nhá. Này thì auto rồi, mail encryption. EOMS đó, bước 4 là composer và học tốt. Nạp lại được chưa? Các bạn cứ nốt xong thì tôi sẽ viết các bước 6, bước 7. Xong nha, xong 5 bước này chưa? Hậu đã lùn thì trở lại còn chui dưới. Ông nghẹt cổ lên nhìn. Nó dài cổ à? Dài cổ giống như cái gì dài ấy, cái gì chậm. Xong chưa? Nào thì nó sẽ nằm trong cái file. Ví dụ như ở đây tôi có tạo ra cái thư mục tên là mail đúng không? Email đúng không? Tôi sẽ có một file tên là mail.blade.
đúng chưa? Các bạn viết code HTML đấy. Thì về bản chất ấy, khi mà chúng ta gửi email đi thì chúng ta cũng viết code HTML vào, đúng chưa? Thì các bạn cứ viết như này nó sẽ giúp chúng ta xây dựng dữ liệu động ra, đúng chưa? Tuy nhiên có một điều đặc biệt như thế này, đó là trong cái file view này nhá, chúng ta không được phép viết CSS hay JavaScript và link từ local sang, hiểu vấn đề không? Ví dụ tôi muốn viết CSS thì mình muốn viết CSS thì các bạn không được làm như này, link view này, asset đúng không? Các bạn hay viết như này đúng không? Đúng không? Đến cái gì đấy chấm CSS đúng không? Chúng ta không được viết như này. Tất cả CSS ở trong file view này, thực ra mail thì chỉ có CSS, đừng có mà dạng mà viết JS vào, được chưa? Bởi vì mail nó chỉ là một cái thông báo gì đấy thôi, chứ mình không vai đến hay không làm gì ở trên email cả, đúng không? Thì trong email khi mà viết CSS thì chúng ta chỉ được phép viết CSS như thế này. Muốn style cho nó, ví dụ như này, thì chúng ta phải viết thẻ style ra. Bắt buộc viết thẻ style ra. Sau đó chúng ta viết là, ví dụ như thẻ strong đúng không? Thì color bằng màu đỏ. Không được, chúng ta ở trong cái việc gửi email chúng ta chỉ được phép là viết internal import hoặc viết là inline style, được chưa? Không viết external import ở đây được, được chưa? Không dùng được đâu. Do đó tôi nhắc lại một lần nữa là chúng ta chỉ dùng một là cách này, hai là cách inline, được chưa? Xong chưa? Nốt và nhớ nhá. Không viết và chúng ta không viết gì hết, được chưa? Đấy. Trong này chúng ta lưu ý như tôi là chỉ viết CSS theo internal hoặc theo cái mẹ hoặc là theo inline style. Đấy, hai cái này. Chưa? Đúng nhá. Sau đó bước 7 là gửi email. Các bạn nào gửi email thì sử dụng cái lớp là lớp mail có sẵn luôn, mail hành.xem đây một hàm này. Trong cái hàm xem này thì cái tham số thứ nhất là tên view. Cái view nào sẽ được gửi đi, được chưa? Thế là tạo điều kiện chúng ta là có thể gửi nhiều cái nội dung email khác nhau và sinh động dữ liệu, thì chúng ta tiến hành là xem gửi cái view nào thì nhắm cái view đấy vào đây. Trong cái view nó lên thì chúng ta lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu như bình thường. Cái tham số thứ hai là giảm mạng như này này, giờ dùng bằng bách cũng được. Cái này nó là tham là những cái dữ liệu sẽ được sử dụng ở trong cái view kia, được chưa? Những cái dữ liệu sẽ được sử dụng thì chúng ta sẽ như này. Tham số thứ ba thì nó là cái function. Nó là cái function. Yeah. Trong cái function này á, thì các bạn thấy nó nhận một cái biến message đúng không? Đúng không? Cái biến message này, các bạn đừng sửa nó nhé. Cái biến message này đại diện cho cái việc mình gửi mail đi. Được
chưa? Đây là cái cấu hình của cái việc mình gửi cho ai, CC cho ai, tiêu đề là gì, được chưa? Thì mình sẽ ở đây là message cung gửi cho ai đấy, được chưa? Ví dụ mình muốn là gửi kèm cho một người nữa, ví dụ ngoài ông kiện TH32 này ra, tôi muốn gửi kèm cho một người nữa thì tôi lại tu Quang email là gì? duyquangnguyen1296@gmail.com đấy, được chưa? Hoặc là tu CC CC là gửi kèm ấy. Ví dụ như thằng Điệp email là gì? Cái gì? DD á? D đây 1396 IT á? IT đúng không? a@gmail.com. Đấy. Và tôi có thể là BCC cho một người khác. Hậu email là gì? Cái gì vậy? Nói thầm mà. Hậu NT 42 à? A còng. Đây đúng không? Rồi đấy. Gửi cho ai thì mình cứ đối vào thôi. Được chưa? Xong chưa? Sau đó mình sẽ có cái subject ở đây. Sẽ chỉ cái subject, tức là cái tiêu đề email là như thế nào mình biết vào đây. Còn cái này là tên người nhận. Mình viết vào cũng được, không viết vào cũng được, không sao hết. Được chưa? Tiếp theo là message from gửi bởi ai. Thì các bạn thấy tôi nhận email đây này. Đây này. Đây là thằng này là thằng gửi đúng không? Nhưng message from tôi không biết là nó config ở đâu ạ. Không nhớ. Chắc nó chỉnh sửa đâu đấy. Nhưng mà from thì nó có đấy, nó có tác dụng đấy, gửi từ ai thì ở đây, được chưa? Nó còn có setup được cả cái việc là chúng ta reply cho ai nữa, được chưa? Giống như cái mail cái ngày xưa tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng cái gì nhỉ? PP Mailer. Nhớ ngày xưa dùng PP Mailer không? Có thể quên hết rồi, trong mặt đần thối rồi biết quên hết rồi. PP Mailer thì nó cũng có config được là chúng ta gửi, có nghĩa gửi reply lại cho ai ấy, trong này nó cũng có, được chưa? Sau đó thì chúng ta làm xong cái việc này, bởi vì chúng ở đây là PP mà, cho nên chúng ta có thể là return, thích thì return, không thích thôi, là send mail succeed đó, để báo cái việc chúng ta gửi mail thành công rồi, được chưa? Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta, đây là tôi thích cứng, các bạn thấy tôi thích cứng không? Thấy không? Tôi thích cứng những cái người nhận, tí nữa tôi sẽ chuyển nó thành động, thì chúng ta phải chuyển biến và xử lý những cái người nhận như thế nào, được chưa? Thì bây giờ chúng ta cứ tạm thời dùng như này đã, được chưa? Đấy, đến bước 7 này, ít em mà có 7 bước thôi. Gửi thử nhá. Rồi xong rồi đấy. Lại đến đây này. Đây này. Cái mail đấy dùng để gửi. Thằng Quang nhận được chưa? Điệp nhận được chưa? Đấy. Thế chúng ta đấy là xong cái việc chúng ta gửi email. Chúng ta có thể copy về, nhớ các bước là được rồi. Đẩy lên GitHub rồi đấy.
Được chưa? Còn ai không gửi được thì báo nhá. Đấy, gửi email rất là quan trọng nhé. Nhiều việc cần phải lo lắm. Đăng ký tài khoản xác nhận này, đúng không? Rồi thì quyết mật khẩu này, lấy những xác sườn. Rồi thì mua hàng xong có trên hóa đơn, và gửi nhận từ đây đến hóa đơn ra mua hàng này, hóa đơn xác nhận này, xác nhận hóa đơn có thể có mail, đúng không? Hay là email marketing thì để gửi cho khách hàng và báo cho họ. Báo gì? Mày tham quan, tham học lỗ chưa? Đứa nào cũng gửi cho thiện TH32 với lại TH FPT.edu.vn là ăn vả đấy. Xóa bớt này đi. Thằng nào? Chờ tí.
Thường những cái email thì phải đọc như thế này, người ta để là email rác nhưng mà để xong mình hai nước thì server làm sao biết nhập vào phần xong mình hai nước như thế nào, được chưa? Đi đầu tiên cũng hoa mà ngu chết như cậu không làm lại chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Zeta. Bây giờ thì giao công tác chưa? Thế hôm nay nó có bán siêu vật, thế cho hỏi. Mở cái ra.
Cái này mày phải đăng nhập cái này
cái gì trong cái này cũng ra một ít boy rồi đi nào. Mình làm sao mình check được là đến đi mình uống đâu sẽ phải quen hello tao đi kiểm tra cái này đây mình gặp ô ô ô bằng email không tìm được gửi bằng email này đúng không? Thank you.
Không nhớ. Đang có ạ. Xong chưa? Không. Thủy xong chưa? Rồi, tiếp theo. Trong trường hợp nào. Trong trường hợp chúng ta muốn gửi email cho nhiều người chẳng hạn. Thì ví dụ như nãy tôi có nói ở trong này là chúng ta gửi phích tĩnh đúng không? Đúng không? Chúng ta không thể truyền cái dữ liệu từ ngoài này vào trong được. Ví dụ tôi bây giờ tôi có một danh sách user của tôi là tôi bật cái Navicat này đã nhé. Một chiếc mẹ, sao lại còn cái này ta? À, đang quay rồi. Đây, ví dụ user của tôi nó sẽ bao gồm đâu nhỉ? Đâu? Số game. User đấy nhá. Trang béo ấy. Ví dụ như tôi sẽ gửi cho thằng Đức. Đức email là gì? Lê Đình Đức ạ. Lê Đình Đức. HD 97 a@gmail.com. Quang là gì? Quang Nguyễn gì? 10296. Đấy nhá, tôi muốn lấy dữ liệu từ trong này tôi đổ ra. Được chưa? Tôi lấy dữ liệu từ bảng user tôi đổ ra ngoài. Được chưa? Thì tôi lấy như nào? Để tôi xem cái bảng cái model user tôi đã config chưa, chắc là config rồi thôi. Cái này chắc là chẳng là phải config đâu. Bởi vì chúng ta đăng nhập được thì chắc nó tự chiếu đến cái bảng user ấy mà. Thì tôi sẽ bỏ bớt đi, tôi Ctrl Z lại nhé. Như ban đầu ạ. Đây ở web. Tôi sẽ tiến hành là bây giờ tôi sẽ có cái danh sách user sc bằng app.user 2.0 đúng không? Như này đúng không? Get gì? On rồi còn get cái gì? Ở này. Được chưa? Bây giờ tôi đi ra cái user để chứng minh một điều là tôi đã lấy được hết ra rồi. Xem nhá. Đây, ra hai cái dữ liệu rồi. Một thằng là thằng Lê Đình Đức, một
thằng nữa là thằng Duy Quang. Đúng chưa? Đúng chưa? Thế bây giờ nếu mà tôi muốn gửi email cho hai thằng này, bởi vì số lượng user như nào chúng ta chưa biết được, đúng không? PHP động nó không biết được, làm sao để gửi cho hai thằng này. Như bình thường chúng ta sẽ lấy như này. Tôi tiến hành như sau. Ơ? À đúng rồi. Thế vậy chúng ta có thể làm như này được. For each thì biến là user sc s đô la u đúng không? Chúng ta lấy cái message to đô la u trỏ đến email chấm phẩy. Sau dưới này chúng ta có message trỏ đến subject. Đây như này. Bây giờ như này thì chúng ta mới gửi được. Bởi vì lúc nãy tôi đang định thể hiện một trò đó là dùng truyền tham trị thông qua cái này, nhưng mà bây giờ chúng ta làm được như này thì thôi. Rồi chúng ta thử nhá. Send email. Xong rồi, hai thằng check đi. Đến nhá. Đó. Thì đây là cách chúng ta gửi dữ liệu động cho nhiều người. Ví dụ như gửi thằng nào là admin thì chúng ta là user hay .where đúng không? Where làm sao để biết nó là admin thì trời. Chưa có cột đúng không? Rồi ok, cứ coi như where ID bằng 1 đi. Bằng 2 đi. Đây thằng 2 là thằng Duy Quang. Đúng chưa? Và lấy ra own và get như này. Đúng chưa? Gửi lại này. Xong, Quang nhận được mail chưa? Đó, thì đây là cách chúng ta lấy dữ liệu từ bảng, từ cơ sở dữ liệu ra đổ ra ngoài này. Bây giờ dùng for each. Xong nhỉ? Cứ add thêm vào thôi, cứ add thêm gửi cho bao nhiêu người thì add thêm vào mấy cái tool vào. Xong chưa? Đây là đổ dữ liệu động ra ngoài này. Thế chưa các bạn? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái phần là gì nhỉ? Đăng nhập, họ bên nhập đăng ký nhưng mà verify bằng email chẳng hạn, đúng không? Các bạn có để ý các cái trang web khác khi mà chúng ta đăng ký tài khoản thì nó bắt chúng ta là phải vào email để xác nhận, đúng không? Vậy làm nào? Các bạn làm nào cái trò đấy? Tôi sẽ nói logic trước để các bạn thử nghĩ xem làm như thế nào nhá. Đây như sau. Này. Bước 1 vào cái màn hình là register. Được. Trong cái giao diện này chúng ta sinh ra cái đây là name này. Đây là email. Password này. Và con không password. Bây giờ là bắt được là register. Đúng chưa? Nếu mà điền đầy đủ thông tin này và email không bị trùng, nếu email không bị trùng thì chúng ta bước 2 sẽ là insert new user. Insert new user luôn. Tuy nhiên các bạn, cái new user là chúng ta phải sửa lại cái gọi cổ trong DB, đó là chúng ta sẽ có một cột là active. Correcting sẽ có hai trạng thái, một là trung và một là không. Khi xuất mới và nó sẽ luôn luôn là không, bởi vì chưa verify. Sau đó chúng ta thêm một cái cột nữa là verify của mình. Yeah, cái này là string. Yeah. Thì khi insert vào chúng ta sẽ insert thêm cái active bằng 0 và tự sinh ra một cái đoạn gọi là một cái đoạn chuỗi nó không trùng. Tùng lum sinh được của gì sinh trong Laravel nó có một cái là random string, các bạn có thể search sinh ra một cái random string đây.
Laravel random string. Đây. Hàm này. Hàm str random. Và cái số 40 ở đây á, nó là cái độ dài của chuỗi. Được chưa? Sinh ra một chuỗi random. Sau đó là in xước luôn vào trong cái value này, chúng ta để cái random là 60 hoặc 64 đi, tùy là bao nhiêu đặt. Xong chưa? Được không? Được chứ? Sau đó sao? Đây 62 nhé. Và cuối cùng chúng ta là trả về cho người ta một cái màn hình, một cái view. View thông báo là vào email để check. Yeah. Vào email để kiểm tra xem là có đường dẫn tới để check không. Kiểm tra xem có cái đường dẫn để check không. Sau đó là đúng ở đây thì mình sẽ verify tài khoản, đúng không? Như vậy thì chúng ta đến bước 3 là vào email. À, gửi email chứ. Đây là chúng ta gửi email luôn nhá. Đây bước 2.5. Cái này là cái sinh viên thì sao? Gửi email. Thì trong email ấy, thì chúng ta sẽ gửi kèm cái đường dẫn là localhost 2.8 in gì đấy, xuống verify chưa, xuống cái token, tức là cái verify token lưu trong cái bên như nào thì mình gửi kèm ra một vài đường dẫn như vậy, có được không? Được không? Ở trong chúng ta sinh ra cái token này như nào thì chúng ta gửi cái đường dẫn thêm cái xuống vào đây là gửi kèm vào trong nội dung email. Khi người ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ lấy được cái tham số này, đúng không? Đúng không? Chiếu ngược vào trong DB. Được chưa? Chiếu ngược vào trong DB xem là cái user nào người ta về bài đấy thì mình chuyển trạng thái từ edit từ 0 về 1 và báo lại cho người ta một cái màn hình đó là đã edit thì 0 về 1 hoặc là đăng nhập. Có được không? Được không? Kiểu hình dung ra cái việc đăng ký và verify như thế nào chưa? Quan trọng nhất là cái phần này. Thử làm đi các bạn, thử làm đi. Thứ nhất là phải bạn migrate lại cái bảng user. Thêm vào hai cột thôi, một cột là active, một cột là verify token. Được chưa? Sau đó khi người ta tạo tài khoản, chúng ta đi xước dữ liệu vào. Làm lên cho các bạn nửa tiếng thì làm, sau đó tôi sẽ sửa. Migrate thì hoặc là để sửa cái bảng, dùng migrate lại anh.
Cái gì mà không xóa thì không tạo được. Bố láo. Ai bảo thế? Migrate thêm cột thì chẳng có vấn đề gì. Tí nữa mày lại phải chạy lại xích đó. Đúng. Đúng. Nó tăng luôn cho đôi một tháng sau rồi. Đúng rồi. Điên là mày còn phải đền tiền ấy, mày còn đi tù ấy, nghịch ngu với DB thật. Không nào. Sửa thẳng đi bê. Thì ăn cứt. Tùy ông thích làm cái nào là hoặc là phải tiến hành đồng thời hai việc, một là sửa DB và hai là migrate luôn, tạo file migrate nhưng mà thêm vào dữ liệu vào cái bảng migration trong DB ấy. Hiểu không?
Tạo shader làm gì? Sinh ra khi mình insert thôi chứ. Mình làm gì đến shader nữa đâu. Ừ, chứ còn shader mình đã có dữ liệu sẵn rồi, kệ nó. Hiểu chưa?
vẫn chưa mày hết xong. Xong hết rồi. Làm đến đâu rồi? Đến 8:10 rồi chưa? Phải cố làm đi. Người ta chỉ cho logic rồi sau này đi làm vậy, người ta cùng lắng là chỉ cho các bạn logic thôi, còn cốt các bạn phải tự làm chứ. Để lúc người khác leader vào phải làm nữa thì nó nói chuyện gì. Thôi anh cốt mẹ luôn đi, chú ngồi nghỉ cho khỏe. Quá nhẹ, chú đi nướng cho anh con gà. Ra ngồi ngắm cái gì hay làm đi. Đến đâu rồi? À, đến đâu? Đến rau rồi vậy.
chưa? Chưa nhá. Không nhá. Chưa sao. Đến đâu rồi? Đứa nào đến đâu? Thằng Quang đến đâu rồi? Chưa lên được. Hả? Chưa lên được. Úi dồi. Thằng Điệp đến đâu rồi? Hả? Nào, tôi chữa này. PHP Artisan Make Migration Enter Table User App Active
verify token đúng không? Đó xong rồi. Đây. Là phần database này. Migration. Đây đúng không? Tôi đi copy lại này. Table user. Tôi sẽ down thì tôi sẽ drop. Đây drop column. Đây. Đây là hàm up thì tôi sẽ add thêm hai cột nữa, một cột like tip tôi sẽ có default cho nó là 0. Một cột nữa là cột verify token thì tôi sẽ cho phép nó active là nó nullable. Được chưa? Cho nó chạy câu PHP artisan migrate. Xong. Thì bây giờ tôi ở trong DB tôi sẽ có thêm hai cột nữa, một cột like tip và một cột verify token. Ở đây hai thằng này cứ cho là tôi verify rồi tôi chuyển thành một. Xong nhá. Xong nhá. Bây giờ nếu mà cần thiết nữa thì các bạn sẽ tiến hành ở trong cái này, ở trong cái việc là seeding ấy, vào trong cái seeding quan thêm cho tôi hai cột nữa là cột active bằng 1. Đấy, cho hai thằng này là xong, chúng ta không chạy lại seeding nữa nhá. Này để chuẩn bị cho cái dữ liệu này lần sau chúng ta chuyển sang một server khác thì nó cũng active luôn. Được chưa? Còn cột kia nullable rồi cho nên tôi không phải insert nữa, nó tự động null. Xong nhá, đây là cái việc chúng ta, các bạn không phải làm theo đâu, tôi sẽ làm mẫu cho các bạn thôi. Về cần thiết thì xem lại video. Ở đây chúng ta làm migration và làm seeder để cho nó có đủ dữ liệu đã này. Sau đó bây giờ tôi sẽ tạo ra một ở trong cái web.pp này, tôi sẽ sinh ra, tôi sẽ làm nhanh cho nên tôi không tạo controller nhá. Được không? Được không? À? Để cho nó đỡ phải viết hàm chứ sao, tôi tạo PHP artisan make controller register. Xong. Thì ở trong này tôi tạm thời tôi comment cái mới này vào đấy nhá. Bởi vì chúng ta không dùng đến cái này. Tí nữa tôi dùng được một đoạn ở đây thôi. Chứ chúng ta không có tự động mà gửi mail tùm lum như này được, chết. Chúng ta sẽ có một cái ground. Vào get register để vào register xong tôi sẽ lấy ra port luôn. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ có hàm index và hàm create user ở trong cái HTTP controller, register controller. Rồi ở đây tôi sẽ tiến hành là return ra cái view. Không nhá. Đây.
Bây giờ việc tiếp theo thì tôi sẽ phải tạo ra một cái resource auth này. Đây là register đúng không? Xong. Ở đây tôi sẽ viết thẳng HTML luôn, còn các asset các bạn tự thêm vào, tự trang trí cho cái trang login và trang đăng ký của mình. Tôi sẽ có một cái form method post. The name, email. Confirm password. Xong. Đây chúng ta chạy thử. Đây có form như này rồi, bây giờ chúng ta tiến hành là validate, nó sẽ submit lên thì validate luôn. Thì ở trong cái register controller này tôi sẽ có là rq cho đến validate đúng không, giống như hôm trước. Đây là email name. Ví dụ thế. Này đúng nhỉ? Và còn cái gì nữa? Available same field. Rồi, đây là message.
Tiếp theo ở đây tôi sẽ DD ra cái, nếu mà pass qua hết thì tôi sẽ DD ra cái là RQ cho đến all. Xong. Test thử nhá. Đây tôi sẽ nhập, không nhập cái gì. Đẩy lên. À quên, nó không cho lên thì đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ hiển thị ra lỗi. À, đây là if. Ok. Rồi. Đây, vui lòng nhập đúng định dạng. Thì chúng ta phải nhập lại hết như này bởi vì cái màn hình login này thì bắt người ta phải nhập lại hết. Ví dụ như ở đây tôi sẽ copy một cái email có sẵn ở trong này, Lê Đình Đức. Đây, email đã tồn tại. Xong nhá. Tôi nhập mật khẩu này. 123456. 123456 khác nhá. Mật khẩu và nhắc lại mật khẩu phương khớp. Được chưa? Validate xong. Thì validate xong thì chúng ta sẽ pass qua này. Ví dụ đây là Trần Hữu Thiện. h32@gmail.com 123456. 123456. Ra rồi đúng không? Xong. Sau đó chúng ta sẽ có ở trong này cái register này lấy được hết này. Chúng ta sẽ có cái model bằng new user. Ở trên này chúng ta phải use cái app user. Xong. Sau đó ở đây là model cho đến fin. $RQ cho đến all. Chúng ta DD ra cái model. Đây. Tôi sẽ có 3 cái password đúng không? Có cả password đúng không? Nhưng mà thực tế ra là chúng ta sẽ phải set lại. Đó là cái model chọn password. Nó sẽ phải bằng là hash make $RQ chọn password. Như này mới đúng. Oh shit. Đây. Đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ có tiếp như này. Model trở đến active bằng 0. Model trở đến cái gì nhỉ? Verify token bằng str ở dưới random mà. 60 đi. Không thì 40 cũng được, tùy. Thích như nào được. Xong chưa? Sau đó là sau đó gửi email đã. Không thì model cho đến save. Xong. Nếu mà chúng ta if cái model cho đến save này mà thành công thì chúng ta mới gửi email. Thì ở đây chúng ta use email vào. Thì chúng ta sẽ làm tiến hành là mail send html. Đây là view này, email verify user. Đây gồm như này. Đây là name, ra model chọn name này,
Function message và đây là model. Cái này chúng ta truyền tham chiếu vào. Trong trường hợp chúng ta muốn dùng một cái biến nằm ở ngoài cái hàm mail này này, mail send này, chúng ta phải truyền tham chiếu, dùng tham chiếu như này. Tôi không nhớ chính xác lắm, tí test thì biết. Không thì tôi sẽ truyền, không nhớ cái từ tham chiếu là cái gì đâu. Translate. Laravel, how to send reference variable to function. Đây này, passing data to anonymous function. Dấu và ở đây use. Use model rồi, ok, xong. Function này, message from, đúng không? From thì chúng ta lấy from mãi được hoặc bỏ bố đi cũng được, được chưa? Đây tôi Ctrl Z lại này, ví dụ như tôi để đây là admin@gmail.com được. Đây là quản trị viên, sender with tu thì lấy từ cái biến là model trở đến email đúng không, và hiển thị ra cái tên của họ $model trở đến name, không có cc vcc thằng nào hết, reply cũng không. Đây là xác nhận tài khoản, đăng ký. Xong priority with attack with có thế này thôi đúng không, ở ngoài web này tôi coi nào. Ok, cũng thế thôi. Xong chưa? Bạn có gửi thế này thôi và hiển thị return view. Return là một cái chuỗi là vui lòng kiểm tra email để xác nhận đăng ký tài khoản. Else return. Return cái view kia luôn. Tôi cứ chế tạm như này nhá. Bởi vì chúng ta sẽ có, mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau. Có thể là hiển thị một cái message khác và yêu cầu người ta đăng nhập lại, hay như nào đấy các bạn tự xử lý cái phần này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành là xử lý thằng này. Xử lý cái thằng này. Được chưa? Tôi truyền, đây tôi truyền cái không gì model luôn đi. Chuyển cái model bằng cái biến model này sang luôn. Model tức là tôi sẽ có một cái biến model tồn tại ở cái view là verify user. Thì tôi bây giờ tạo đã nhá. Email đúng không? Verify user.blade.pt. Không. Xin chào. Chào mừng bạn. T3H Shop Game. Dưới đây là hướng dẫn để xác nhận tài khoản của
bạn. Ahrep bằng URL bằng cái route đi. Route của cái verify. User có tham số là token bằng cái model cho cái verify token. Có được không? Tôi chưa có cái round này đúng không? Đúng không? Chưa có round này tạo ra thôi. Bỏ mẹ. Đây, chưa có gì tạo ra. Không, thì ở đây tôi sẽ chỏi một cái hàm. Được chưa? Tôi đẩy vào trong cái hàm verify ở trong register controller. Tôi sẽ tạo ra cái hàm này ở đây. Xong. Thử nhá. Thử xem gửi được email chưa? Rồi xong. Vui lòng kiểm tra email để xác nhận tài khoản. Thì trong đó ở đây chúng ta có cái bảng user, chúng ta có thêm một user nữa, name Trần Hữu Thiện này. Thiện TH32@gmail.com này. Member token không có này, create date, update date, active này và một cái chuỗi. Chuỗi random sinh ra. Đúng chưa? Đúng nhỉ? Tạo user xong đã này. Sau đó chúng ta sẽ vào Gmail để kiểm tra. Đây, quản trị viên xác nhận đăng ký tài khoản. Xin chào Trần Hữu Thiện, chào mừng bạn đã đến với T3H Show Game. Dưới đây là đường dẫn để xác nhận tài khoản của bạn. Được chưa? Bấm hover vào. Nhìn thấy cái đường dẫn đó. Local 8 verify register đúng không? Rồi cái gì tùm lum ấy. Đúng nhỉ? Thì bây giờ mình bấm vào. Ra token chưa? Đúng nhá. Ra token rồi thì bây giờ sao? Mà đã ra token rồi thì quá đơn giản luôn. User bằng user 2.2.where verify token bằng với cái biến token và lấy ra first. Xong, bây giờ if nếu mà có user thì tiến hành là user trỏ đến active bằng 1 và đô la user trỏ đến save. Xong. Được chưa? Tiến hành là return redirect. Không được return là chúc mừng bạn đã xác nhận tài khoản thành công, đăng nhập, vui lòng đăng nhập, vui lòng đăng nhập. Xong. Còn else thì return là cái mẹ gì, không tìm thấy, đường dẫn không tồn tại. Xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta truy cập lại nhé. Thằng này hiện tại đang là active bằng 0 này. Reload rồi đấy, đúng không? Chúc mừng bạn đã xác nhận tài khoản thành công, vui lòng đăng nhập. Thấy chưa? Được chưa? Xong, chúng ta hoàn toàn có nhiều cách làm. Ví dụ như chúng ta có thể là chúng ta chỉ cần xác nhận tài khoản bằng cái việc là có cái verify token hay không, như là biết được cái tài khoản ấy đã verify hay chưa. Hoặc làm theo cách của tôi nó lằng nhằng hơn rất là nhiều, đó là chúng ta phải làm cái trò này, đúng không?
đây là phải hai cái chỗ khác nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể tùy chúng ta thích làm cái nào làm. Bảng là do chúng ta vẽ ra, code là do mình tự làm thì chẳng có cái lý do gì mình không làm được. Được chưa? Tiếp theo đến cái việc đăng nhập đúng không? Ví dụ tôi sửa lại ở đây. Tôi sửa lại ở đây cái này bằng 0 này. Được chưa? Bây giờ tôi không cho nó đăng nhập thì tôi làm nào? Để tôi sửa lại cái này nhá. Để tôi sửa lại thành admin nhá. Này tôi sửa lại thành member. Này. Rồi xong. Trở lại cái máng lợn đúng không? Thì bây giờ vì cái việc đăng nhập thì mình hôm trước mình làm ở trong cái auth login controller này đúng không? À, không phải. Hình như ở web luôn như này. Làm web luôn đúng không? Đây. Tôi có cái attempt đúng không? Đây attempt này đúng không? Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có thêm này nữa, auth attempt email password. Tôi thêm một cái nữa. Đó là bắt buộc phải có cột active bằng 1. Key mới được vào. Được chưa? Thử nhá. Bây giờ tôi về login này. À, CP login, xin lỗi. Đây, tôi login bằng thằng admin admin@gmail.com mật khẩu là 123456. Login vào bình thường. Được chưa? Tôi log out vào này. CP login. Tôi login bằng thằng thiện PH32, mật khẩu cũng là 123456 đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà thằng này trạng thái của nó đang là 0. Không active. Bây giờ sao? Vào vào mắt. Đúng chưa? Đấy, xác nhận tài khoản nó rất dễ thôi. Trải qua bằng kia bước thì tôi sẽ chuyển nốt cái này sang cái controller nhá. Nhìn cho đỡ khiếp. Nhìn này khiếp quá. Đây, thì ở trong cái login controller làm login. Cái này có hot. Còn cái gì nữa không? Log out thì ok rồi. CP login. Rồi cái này sinh ra view thì vứt đầy luôn được. Chẳng sao. Không thì cái này được. Ok, đánh được. Được chưa? Đấy. Thì tôi sẽ đẩy code lên, các bạn ngó lại code xem một lần xem là có vấn đề gì không. Tôi làm đúng như những gì tôi define giờ đây. Đây nó là cái luồng. Sau này khi các bạn đi làm ấy, không ai chỉ cho các bạn cái luồng này đâu. Khi các bạn đi làm thì EA người ta chỉ cho các bạn màn hình ảnh là như này. Dữ liệu của chồng là như này. Mình thích đảm nào đấy. Có thế thôi. Chứ không ai định nghĩa cho các bạn cái luồng dữ liệu đâu. Cái này, cái đăng ký tài khoản nó là cái đơn giản nhất. Đơn giản nhất mỗi rồi. Sau này các bạn sẽ còn làm verify tài khoản nào bên nhập. Forward password thì cái đấy nó còn phức tạp hơn tí. Sau này còn nhiều cái phức tạp hơn. Đấy, nói đi xem là có vấn đề không. Cần hỏi phần nào thì hỏi luôn. Hỏi anh xem có phần nào không? Đây chúng ta gửi email. Đến buổi sau chúng ta làm phần tiếp của em. Để kiểm tra xem tài khoản quyền nào, nào phản trị, phản trị tốt. Đây là phần tiếp của em. Đi ra thì sao được, nó hơi đọc lại thì nó chẳng làm được đâu. Nhưng mà đây, cái cặp tiếp không? Cái cặp tiếp không? Cái cặp tiếp không? Phèn.
chú ở video này không chịu. Các bạn thấy là con chú động. Đấy là con vừa làm vừa nói nhá. Nếu mà không khi mà đi làm thì cốt mà lầm bầm cho nó đánh nhá. Nên đi làm cốt không nói đấy. Không. Cốt thì cứ thế mà đi một cốt thì vừa cốt thì nói cũng đảo vừa làm. Tắt đi luôn mà. Đấy, update à? Là liên quan về đang đi về rồi đó. Đó. Tắt thôi đi mà. Tắt cả máy SQL đi, xem những cái gì thay đổi đấy. Ủa đây này 1710 gạch dưới new à. Đây này các bạn vào đây này, các bạn thấy last commit này không, số không bấm vào thì đây những cái gì vừa thay đổi này. Có mấy chục dòng code thì có cái gì đâu. Tiếp theo là forward password nhé. Tôi nói logic cho các bạn về các bạn làm. Forward password nó phức tạp hơn. Các bạn mở đến đây là nói với các bạn đi vừa thông tin. Thấy không? Đi vừa thông tin không? Có bạn không? Có. À thôi rồi, trong cái bảng đấy là một token có những cái cột gì? Cột email và cột token. Cột
bảng à, quên nhầm bảng à, password reset, quên xin lỗi, tôi nhầm cái bảng password reset này này, thấy không? Nó có một cột là email, một cột là token, một cột là create ấn, đúng chưa? Thì vấn đề là như này, bước một, khi mà người dùng bấm vào cái format password này, đúng không? Thì nó hiển thị ra cái gì? Tích. À, tích cái con khỉ. Thì kia là remember, cái login là remember. Nhưng mà thường thường các bạn sẽ vào các trang đăng nhập thì nó sẽ có dưới cái remember đấy, dưới cái nút login nó có một cái là forgot password, tức là quên mật khẩu. Yeah. Thì bấm vào đấy nó sẽ ra một cái giao diện bắt chúng ta điền một cái email vào. Đúng chưa? Bắt mình điền một email vào, submit cái form này lên. Thực ra đây nó là cả cái form nhé. Thì submit cái form này lên. Đúng không? Thì chúng ta có được email, chúng ta kiểm tra xem email này có trong hệ thống hay không. Đúng chưa? Nếu mà không có trong hệ thống thì báo là email là không tồn tại. Đúng chưa? Còn nếu mà có thì sẽ đến bước 2. Nếu mà có email nhé, có email thì sẽ đến bước 2. Bước 2 là sử dụng bấm email lấy ra user. Giờ vào email người ta submit đây nhé, mình sẽ lấy ra user. Đó. Đó. Sau đó sao? Bước 3. Không thì 2.1 đi. 2.1 thì sẽ làm gì? Nhân nhạc. Sẽ sinh ra một cái token. Sẽ sinh ra một cái token. Cái token này thích sinh ra bằng cái gì sinh? Cái token có lại cái token là sẽ không làm nào mà biết là không bao giờ được trùng nhau. Được chưa? Được chưa? Sinh ra cái token. Sau đó làm gì? Đến bước 2.2 chưa? Chưa thì nếu. Sẽ insert. Insert vào cái bảng password reset này. Insert vào cái bảng này này. Insert vào bảng password reset. Insert vào cái gì? Email là một này. Email vừa lấy xong đó. Insert vào email này. Insert được token này. Đúng không? Sau đó là cái create up như kiểu nó các bạn sinh, cố gắng sinh ra một cái cả con này. Cái cặp cron này nó là một cái thư viện để quản lý về ngày tháng ở trong Laravel. Các bạn có thể search là Laravel Carbon. Đây. Laravel Carbon. Đấy, đây là một cái thư viện chúng ta cứ dùng thoải mái thôi. Nó có sẵn ở trong Laravel rồi. Lấy ra date time now hay là lấy ra cái gì, tóm lại là lưu lại cái thời điểm chúng ta lưu lại cái hiện tượng đấy. Được chưa? Biết để cái này làm gì không? Khi mà không có password, người ta mình sẽ gửi một cái email cho người ta chắc chắn rồi. Trong email mình sẽ chứa được từ này. Được chưa? Nhưng mà người ta bấm vào chỉ trong, mình chỉ chấp nhận trong vòng 24 giờ. Đó. Ngoài 24 giờ ra thì mình cái tốc tuần này không có tác dụng gì cả. Nên thì trên tay. Đó. Được chưa? Thế vậy xong, lưu trữ cái này xong rồi thì đến bước 3, đến bước 2.3 là gửi email. Trong email nó sẽ làm cái đường dẫn ABC giống như là cái verify của các bạn xin được một cái đường dẫn mới, nhét thêm cái giá trị tốc từ mình vào trong email, trong một đường email và một thẻ A, lại click kia để bấm lại thì trong email nó sẽ có một cái URL chứa tốc từ. Được chưa? Đây là gửi email, trong cái email chứa cái URL có cái token kia. Sau đó khi người ta bấm vào thì mình sẽ có đến bước 3 là có một cái round để lấy ra cái token. Lấy ra cái token rồi thì sao? Trong có trong cái bảng là remember format password reset đúng không? Trong có trong cái bảng password reset này dựa vào cái token, lấy ra bản đi. Sau làm gì nữa? Lấy ra bản đi thì mình sẽ lấy ra được email này, đúng không? Và dựa vào cả con
so giờ bà con để lấy ra cái thời gian hiện tại là bao nhiêu thì tiếp tục là sẽ so sánh cái nào cái thời điểm hiện tại với cái con lý từ đất. Nếu mà chưa quá 24 giờ, nếu chưa quá 24 giờ thì sẽ sinh ra cái view, sinh ra cái view để giúp người ta đổi mật khẩu. Giúp người ta đổi mật khẩu trong cái view này vẫn phải chứa cái token các bạn. Đây, trong cái view này vẫn để chứa cái token bằng cái input hai lần. Và vì trong cái view này bản chất chúng ta vẫn không được phép để lộ email của người lạ, đúng không? Còn vì nếu người ta chủ động dựa vào cái trình duyệt người ta inspect sửa email thì là thay đổi mật khẩu của người khác, đúng không? Thì trong cái view này là cái form để đổi mật khẩu bao gồm hai cột, một là một hai view input, một là một cái là new password, một cái là control password, và một cái input hai đường là cái token này. Được chưa? Sau đó chúng ta submit cái form này thì lại dựa vào cái token này lấy ra cái email, dựa vào cái password mới người ta đổ, người ta nhập vào thì lại hát ra người ta một cái chuỗi mới, link tìm ra cái user sửa cái password bằng cái chuỗi rửa hát link xuống. Nó phức tạp hơn cái đăng ký này gấp đôi. Tôi nhận định là gấp đôi bởi vì cái đoạn này khó hơn. Và kể cả khi sắp đi cái form này lên chúng ta vẫn phải có đèn nữa. Biết đâu vừa nhận được email nó lại để nguyên cái màn hình đấy. Sau đó đến ngày hôm kia, sau 2 hôm nữa nó mới vào, nó đổ nó sắp đi lên sao? Có vấn đề chưa? Khi mà sắp đi lên thì vẫn phải có đèn lần nữa. Nó phức tạp gấp đôi đấy. Tôi làm cái này chắc phải mất khoảng 4 phút. Có ai hỏi lại gì về cái này không? Nốt lại. Ghi chép lại thì có không hiểu gì thì còn hỏi. Những cái này nó là kinh nghiệm đấy, chứ không phải là tự nhiên người ta nghĩ ra cái quy trình nó phức tạp như thế. Chỉ... Rồi. Thì bắt đầu thì các bạn là người ta nhận được cái email xong một cái đường dẫn để sinh ra cái round và để vào round này, đúng không? Dựa vào round mình lấy được token, lấy được cái token thì mình sẽ chọc vào trong cái bảng password reset này, dựa vào token là để lấy ra một bản ghi có chứa email, token và cái đấy của đất đấy mà lấy tất có gì lấy hết, được chưa? Lấy ra rồi thì mình tiếp tục compare cái clip của đất và thời điểm hiện tại là cái thời điểm xử lý cái khi mà người ta bấm vào á, cái thời điểm đấy hết rồi trừ đi cho nhau, lấy cái nào trừ đi cái clip của đất, nếu nó vượt quá 24 giờ thì không xử lý gì nữa, bảo là cái token này đã quá hạn rồi, được chưa? Cái token này đã quá hạn rồi, ông lấy lại mật khẩu để làm cái việc khác, ông lại bấm vào có password, được chưa? Còn nếu mà chưa đến 24 giờ còn nó còn 24 giờ đi thì sẽ sinh ra một cái màn hình, sinh ra một cái màn hình chứa hai field là new password và confirm password, được chưa? Xong rồi có một cái input hidden là chính là cái giá trị của cái token kia, để khi người ta submit lên thì mình sẽ lại dựa vào cái token lại chọc vào trong cái bảng password reset và lại compare thời gian, nếu mà pass qua thời gian thì mình sẽ dựa vào email lấy được trong cái bảng password reset, mình tiến hành là lấy dữ liệu phù hợp ở trong bảng user ra, mã hóa và gắn lại cái mật khẩu cho người ta và link xuống báo là đổi mật khẩu thành công. Em
bảo dùng carbon, nó có một cái carbon nào? Có, ở đây nó có, để quan nhìn thấy cái này, cái hàm không? Đây là thứ nhất là cái Vancouver nhá. Cái Vancouver bằng carbon, các bạn lấy carbon 2.5. Đây này, nó có cái hàm nào đây. Đấy. Thế giờ nó có cái hàm nào này, lấy cái thời điểm hiện tại. Xong chưa, của server. Sau đó thì mình cứ lấy là đô la nào bằng carbon 2.5. Xong. Tiếp theo là mình có một cái nghĩa là create product chẳng hạn. Thì bằng carbon 2.create bằng cái giá trị lấy ra từ trong cái backlog set, được chưa? Sau mình dùng luôn cái hàm này. Ví dụ có cái biến là deep, tức different đấy, là khác nhau, bằng cái now trỏ đến deep in hour với cái biến là create đất thì nó ra số. Đây tôi thử cho mà coi. Ví dụ như chờ tí để tôi tìm. Để tìm nhá. Đây. Đây. Ví dụ tôi vào cái trang home nhá. Vào cái trang này đi. Tôi test ở trên này nhá, xong tí nữa tôi comment vào, tôi submit lên, được chưa? Đây. Carbon pass, tôi lấy cái thời điểm tạo của thằng này nhá. Trong DB đâu rồi, DB đâu rồi? Đây, tôi lấy ra ngày từ ngày hôm nay là ngày mùng 3 đúng không? Tôi lấy ra từ ngày mùng 2 đi. Được chưa? Tôi lấy từ ngày mùng 2 nhá. Đây là pass quá khứ đấy. Được chưa? Tiếp theo tôi có cái now bằng carbon 2.2. Now. Không nhỉ? Bây giờ tôi sẽ lấy ra là một cái deep bằng đô la now trỏ đến deep in hour, đúng nhỉ? Deep in hour. So với cái thằng là thằng pass và tôi đi ra cái deep, được chưa? Rồi tôi vào localhost nhé. Đó, phải use carbon. Đúng 24 giờ. Đây tôi sửa thành 17 giờ nhá. Đây là giờ server của tôi bị lệch. Nhưng mà nó sẽ vẫn lấy đúng 17 giờ nhá. Đúng 20 tiếng không? Xong chưa? Tôi lấy ra là 11 giờ thì nó sẽ vượt trên 24 giờ là 26 giờ. Đúng chưa? Có cái gì khó đâu. Đây, tôi sẽ comment cái này vào. Đẩy lên git. Chào. Sao? Lấy ra email và sau khi sắp xếp cái này thì ta lấy email. Chúng ta cái đoạn đầu kia đang lấy ra email mình gửi cho nó rồi đâu? Nào, cái này á.
Dưới. Đấy. Bị ngáo không? Đây là một request này. Dạ. Đến đây đúng vào là request thứ hai này. Check xong. Check xong. Singapore. Submit form và request thứ ba. Đây là ba request khác nhau mà. Đi kinh tin. Là kiểu bây giờ nhá, đúng rồi, đúng. Submit lên, nó gửi email cho mình. Gửi token vào email cho mình. Cứ bình tĩnh để cho nó nghĩ. Không có gì phải dùng nó cả, kệ đó. Để cho nó nghĩ. Email.